Chào anh em nha, nay bên mình đang có một cái máy cắt cỏ đa năng kết hợp với cày xới đất thì. Ngày hôm nay sẵn đây mình quay cho các bạn xem luôn. Mà Việt Nam mình thì chủ yếu là làm nông nghiệp như vườn cây ăn trái hay ruộng vườn mà đất cát nên là cứ tầm tháng rưỡi 2 tháng mọi người làm cỏ xới đất một. Lần rất là vất vả và tốn thời gian làm việc thì nên nay bên mình có chiếc máy này giới thiệu với mọi người băm nát cỏ luôn, xới cỏ tận gốc giúp đất đai cỏ cây sẽ lâu mọc hơn là các loại cắt cỏ ngang thân. Hơn nữa là máy này kết hợp với xới đất một công hai việc giúp mọi người làm vườn sẽ giảm bớt thời gian làm vườn tược. Mọi người xem video máy bên mình khi chạy cực ổn định và nhanh giúp mọi người có thể làm vườn một ngày vài hecta cũng dễ dàng. Mọi người chú ý khi dùng máy một thời gian thì nên tra dầu nhớt cho động cơ máy và vệ sinh thường xuyên thì máy sẽ được bền hơn nhiều. Bác mua máy về dùng lâu ngày không vệ sinh động cơ máy làm hỏng hóc rất nhiều phụ kiện dẫn đến chi phí sửa chữa cao nên mọi người khi dùng đặc biệt chú ý điểm này nhé. Máy này bên em mới 100% và khi mua hàng sẽ được bảo hành 6 tháng nên mọi người yên tâm khi mua hàng bên em. Ai mà có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0963 303 534 giúp mình nhé. Rồi em kết thúc video tại đây.